Chân dung nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air. Bà Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, nữ tỷ phú đầu tiên của Đông Nam Á, được Forbes ghi nhận vào năm 2017. Thời điểm đó, bà sở hữu khối tài sản là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là người thay đổi thị trường hàng không Việt Nam. Ngoài chức vụ CEO tại Vietjet Air, bà còn là phó chủ tịch thường trực ngân hàng HD Bank, chủ tịch công ty địa ốc Phú Long. May mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bà đã được du học Liên Xô khi mới 17 tuổi. Danh tiếng của bà được nhiều người biết đến là nhờ có thành tích học tập và tài kinh doanh thiên bẩm. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phạm Nhật Vượng, cả hai người đều có sự tương đồng, đó là được đi du học tại Liên Xô. Ngay từ năm 2 đại học, bà đã bắt đầu tập tành kinh doanh. Nhận thấy lúc đó, các nước Đông Âu đang khan hiếm mặt hàng gia dụng, bà đã kinh doanh đủ thứ từ thiết bị điện tử đến các mặt hàng nông sản. Đồng thời, bà cũng đưa về Việt Nam các mặt hàng đang khan hiếm lúc bấy giờ như phân bón, sắt thép. Đối với bà Thảo, việc kinh doanh bắt đầu lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ sáng hôm sau là điều bình thường. Nhờ sự cần cù, bù thêm sự siêng năng, chỉ sau 3 năm, bà kiếm được 1 triệu đô la Mỹ ở tuổi 21 và trở thành triệu phú trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. Hoàn tất việc học của mình, bà Thảo quyết định quay về Việt Nam để xây dựng nước nhà. Với số tiền đã kiếm được, bà góp vốn để thành lập ngân hàng Techcombank năm 1993 và VIBank năm 1996, hai trong số những ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, tên tuổi của bà Thảo lại được biết đến là người thay đổi thị trường hàng không Việt. Cho những bạn nào chưa biết, người đã phát minh ra máy bay là anh em nhà Wright. Họ là người biến giấc mơ được bay của con người thành hiện thực vào năm 1903. Điều hành kinh doanh một hãng hàng không phát triển và thành công là một điều không hề đơn giản, và bà Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên trên thế giới dám khởi nghiệp và điều hành một hãng hàng không thương mại lớn. Forbes đánh giá về nữ tỷ phú này. Để xây dựng Vietjet tăng trưởng mạnh như hiện nay, bà Thảo đã gặp không ít khó khăn khi đứng trước áp lực cạnh tranh của ông lớn Vietnam Airlines và con mắt nghi ngờ của thị trường. Muốn có được giấy phép đầu tư Vietjet vào năm 2007, bà Thảo đã phải mất tới 10 năm để nghiên cứu các mô hình hàng không giá rẻ như Southwest, Ryanair hay AirAsia với số vốn ban đầu là 600 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên, khi bắt tay vào hoạt động thì giá dầu lúc đó lại tăng cao, buộc kế hoạch cất cánh của bà Thảo phải hoãn lại. Năm 2010, Vietjet Air nhận được thỏa thuận liên doanh với AirAsia nhưng lại gặp vướng mắc khiến việc liên doanh không thành. Không từ bỏ, nữ tỷ phú này quyết định tự mở một hãng hàng không lấy tên là Vietjet. Mùng 1 Tết năm 2013, Vietjet chính thức cất cánh trên bầu trời quốc tế với chuyến bay đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đến với thủ đô Bangkok, Thái Lan. Người ta gọi bà Thảo là người thay đổi thị trường hàng không Việt Nam, không phải vì bà là người tiên phong trong lĩnh vực này, mà bà là người đi đầu trong việc biến giấc mơ được bay của những người nghèo thành hiện thực. Trước khi Vietjet tham gia thị trường hàng không, chỉ có 1% dân số được tiếp cận với phương tiện được cho là xa xỉ và chỉ dành cho người giàu, bà Thảo chia sẻ. Ban đầu, Vietjet Air là một hãng hàng không 5 sao, sang trọng và thượng lưu, nhưng sau lần đến thăm một gia đình có công với cách mạng ở vùng cao, người mẹ kia đã hỏi bà Thảo bao nhiêu tấn thóc mới có thể mua được một chiếc vé máy bay để mế để dành. Mế chỉ mong trước khi nhắm mắt được bước chân lên máy bay. Câu nói vô tình nhưng để lại rất nhiều dư âm trong suy nghĩ của bà Thảo lúc bấy giờ. Bà đã quyết định chuyển sang nghiên cứu máy bay, mô hình đại chúng, giá rẻ và tiếp cận được những người dân có mức thu nhập thấp và trung bình, chỉ với một mong muốn duy nhất là giúp ai cũng có thể được bay. Tuy nhiên, động thái này lại kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, du lịch và đầu tư. Dưới bàn tay lãnh đạo của Nguyễn Thị Phương Thảo, Vietjet Air đã tăng trưởng thần tốc. Chỉ trong giai đoạn năm 2014 đến năm 2016, hãng máy bay này đã chiếm được 29% thị phần. Thành tích đáng nể này chính là nhờ sức tăng trưởng của ngành giao thông vận tải và động lực từ kết quả kinh doanh của đối thủ Vietnam Airlines. Vietjet được bình chọn là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á 2015 do TTG Travel Awards bình chọn. Chia sẻ về chiến lược phát triển Vietjet, bà Thảo cho biết: "Tôi chưa bao giờ tính toán cụ thể xem mình có bao nhiêu tiền, tôi chỉ tập trung vào việc làm thế nào để công ty phát triển tốt, thu nhập của nhân viên tăng lên và Vietjet Air có thêm thị phần vươn lên vị trí số 1. Ngày 23 tháng 5 năm 2016, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước của Việt Nam lúc bấy giờ, Vietjet của bà Thảo và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing ở Mỹ đã ký kết hợp đồng đặt mua 100 tàu bay B737 Max 200 trị giá 11,3 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu bước tiến mạnh cho sự phát triển của tập đoàn. Năm 2017, Vietjet chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với mã cổ phiếu là VJC. Sau thương vụ đó, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Bà được Forbes công nhận là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam
và là tỷ phú thứ hai của Việt Nam, chỉ đứng sau chủ tịch tập đoàn Vingroup. Năm 2018, bà được vinh danh trong top 50 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Năm 2019, hãng đã thực hiện được gần 400 chuyến bay mỗi ngày, vận chuyển hơn 90 triệu lượt hành khách với 129 đường bay từ Việt Nam đến quốc tế. Vietjet Air đã khai thác những đường bay quốc tế đến các quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Campuchia. Trong quý 3 năm 2022, đối thủ của Vietjet, Vietnam Airlines ghi nhận thêm một quý lỗ gần 2.600 tỷ. Đảm nhận hai chức vụ của Vietjet, bà Thảo chỉ nhận được mức lương 211 triệu mỗi tháng. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Forbes ghi nhận bà Thảo sở hữu khối tài sản là 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,9 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022. Thương trường là nơi dành cho những người can đảm. Trên thương trường không có chỗ cho sự yếu đuối. Đã làm kinh doanh phải chấp nhận sự sòng phẳng. Các đối thủ cạnh tranh không bao giờ buông tha cho bạn vì bạn là phụ nữ, bà Thảo chia sẻ. Tròn 120 năm lịch sử của ngành hàng không, nữ phi công đã hiếm, nữ CEO của một hãng hàng không lại càng hiếm hoi hơn. Tại Việt Nam, một nữ CEO thành công đã khó, nữ CEO thành công trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc càng là điều không thể. Cái tên Nguyễn Thị Phương Thảo nằm trong số hiếm có khó tìm. Chúng ta thường nói, những người phụ nữ thành công, rất khó để tìm được một người chồng tương xứng và CEO Vietjet Air là một người ngoại lệ. Chắc hẳn không ít người thắc mắc, chồng của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là ai? Tuy ít xuất hiện trước báo chí, nhưng khi nhắc đến Vietjet, giới doanh nhân sẽ nghĩ ngay đến cặp vợ chồng doanh nhân quyền lực Thảo Hùng. Ông Nguyễn Thanh Hùng chồng bà Thảo hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sovico, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet từ tháng 7 năm 2007, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, được bổ nhiệm bởi Thủ tướng Việt Nam từ năm 2006. Nói đến nữ tỷ phú thành công, không thể không nhắc đến bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Không việc gì phải lựa chọn khi bà là người thành công trên cả hai con đường, tình yêu và sự nghiệp. Trên đây là chân dung nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam.